thằng learn from failure đó, ok, học sự thất bại đó, là nó hỏi ông thường mình đi kiếm bạn bè ở đâu anh Tài, thì là mẹ cháu sở làm, mình ra ngoài đường mình đi chơi mình kiếm người này nọ, mình ở trong nhà không có thì bạn nó không, mình kiếm bạn không được tại vì bạn nó không có ở trong nhà mình, bạn trong nhà mình đó là người thân mà, còn mình muốn kiếm bạn mình phải ra ngoài đường kiếm người lạ mình mới làm bạn được, đúng không? Mình đi chùa, mình đi trung tâm thương mại, mình đi quán cà phê. Trung bình á, cái sở thích của anh á, như anh thích đầu tư, anh thích làm kinh doanh, anh thích đi cái sự kiện, anh thích đi hội nghị, thì anh sẽ đi mấy cái chỗ đó để chị nó dễ kiếm bạn hơn. Như anh thích làm kinh doanh á, anh đi cái hội nghị nó nói vụ truyền thông, hay nó nói vụ bán hàng, hay nó nói vụ ăn nói làm sao, hay nói vụ là phát triển mở rộng kinh doanh mình sao đó, không? Cái đó rất là dễ dàng cho anh đó, nói chuyện với người đó để làm bạn anh ta sẽ, tại cái đó là cái lĩnh vực đó, anh thích, không? Anh thích tập võ nè, không? Anh đi tập võ, anh đi kiếm bạn cũng được, anh đi làm đi hội nghị, làm học kinh doanh đó, anh làm bạn cũng được, anh đi học ở bán hàng, anh làm kinh bạn cũng được, anh đi học ở vụ mà cái hội nghị tiền mã hóa đó, anh kiếm bạn cũng được. Thế nhiều chỗ lắm, có bà tôi em hỏi anh đó là mình kiếm bạn ở đâu đó bông, là tại vì là em sống cái cuộc sống đó bông nó rất là chán nản, em nằm võng tối ngày không làm cặt gì chân á, đúng không? Bởi vì em mới hỏi anh gì, còn em mà rảnh á em ra em tập võ ở đây, rồi sau em đi cưỡi ngựa bên kia, em đi là đua xe Honda bên kia, em đi là tập bơi lội mấy người kia, em đi học làm kinh doanh với mấy người này, em đi học rút khách hàng sao với mấy người kia, em đi học đầu tư với người kia, không? Mẹ nó có nhiều chỗ để kiếm bạn đó. Cũng mà tụi em hỏi đó, mình kiếm bạn ở đâu đó, không? Và nó chứng minh nó, không? Là em ngồi ở nhà không làm mẹ gì đó, em nằm võng không à. Nhích cái đít lên, rồi xong rồi đi làm, mà phát triển cái bản thân mình á. Xong rồi á, mình đi tập phòng 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 gym á, mình tập tạ để phát triển cái bản thân mình, đúng không? Mình gặp làm bạn với mấy thằng trong võng, mình đi tập võ để mình biết võ nghệ, không? Thì mình đi làm bạn với mấy thằng kia, mình học võ. Dễ thôi, có rất là dễ, có câu hỏi không, rất là dễ để trả lời. Ok, mình nằm võng ở nhà đó mình không bao giờ kiếm bạn được gì hết trơn á. Ok, đừng có quan tâm vụ kiếm bạn trên mạng đầu ba đầu quỷ đó, mình ra ngoài đời đó mình ăn nói với người ta, mình muốn làm người đàn ông mạnh mẽ đó là mình phải tập luyện đó, ăn nói, còn mình không có chịu tập luyện ăn nói đó, thì đó, mình không có làm được ông mạnh mẽ được. Ok,